Today is June 11th, 2019. We're here in the home of Nam Vang Nguyen, interviewing him for the Houston Asian American Archive. My name is Stephen Loyd. My name is May Leebron. And Mr. Nguyen, let's start off with, where and when were you born? Sinh năm nào? Năm 1954. He was born in 1934. And where was that? Saigon. In Vietnam. In Vietnam. Right. So, Where in Vietnam? Vietnam, nhưng mà tỉnh nào? Saigon, Vietnam. In Saigon, Vietnam. What was it? What was Saigon like back then? Lúc đó Saigon nó làm sao? Lúc Saigon trong tình trạng chiến tranh. Nào năm 34 thì làm sao? 34 lúc đó thì ở Saigon lúc đó thì còn phôi thai rất là yên tĩnh. Saigon at that time was quiet and not too many people. Did you have a? Well, how was your childhood in Saigon? Let's say it again. How was your childhood in Saigon? Đời thơ ấu của anh khi ở Sài Gòn làm sao? Nói lại lúc nhỏ đó, cái đời thơ quãng đời thơ ấu đó. Thơ ấu thì từ nhỏ tới lớn thì đi học thôi. He attended school in Saigon and nothing else, nothing special. Where did you go to school? Đi học ở trường nào? Học ở trường ở làng, rồi xong lên tới trường tỉnh, rồi vừa xong lên tới trường trung học là Bình Chí. First of all, he attend school at his village, and then go to high school. Grade 5-4. He attend school at the town. What time is that? Tỉnh nào? Trường Matrix, trường Vĩnh Chí. No, ở tỉnh nhé. Ở tỉnh gia đình. At the gia đình towns. And then he attend high school at Petruski. That a very famous high school in Saigon. Với thì gia đình in Saigon, đi xem team Simples, Saigon. What did your parents do for a living? Bố mẹ lúc đó làm cái gì? Bố mẹ của anh lúc đó. Bố tôi từ người nhà làm về nông trại. Còn mẹ tôi là người farmer. His parents is farmer. What sort of principles did they raise you up on? What do you mean by principle raised on? Make it clear for him. I guess values? Yeah. Values. Bố mẹ có nghiêm khắc với anh không? Nghiêm khắc không hả? Có đánh đòn không? Không nghiêm khắc nhưng mà rất là kỷ luật. Như là rất là có trả tiền. His family, his parents, very disciplined with him. What sort of foods did they cook at home? What sort of what? Food. Thức ăn gì? Thường thường là ở trong nhà dùng thức ăn như thế nào? Ăn cái gì hả? Thịt, cá, rau, cỏ hay sao? Ăn thì bức thường thôi. Lúc đó thì, lúc mà tôi mới sinh ra ở đó thì cái cần đó thì giữ là từ về quê mà. Thực tế ra rồi ăn cá, chia rồi rau cải rồi kia, trái cây rồi có nhiều. He said that during he living in his village, his family get vegetable from the garden, but they grow and the fish in the pond or something like that. Anh có thể nói tiếng Anh được. What was your experience in high school? Có những kinh nghiệm gì mà khi học ở trung học không? Ở trường tập trung kinh nghiệm trong lúc đó thì bắt đầu chiến tranh khi mà học quân thì năm 1947 đó thì lúc đó chiến tranh bắt đầu có xảy ra rồi đến giữa đồng minh đến Nhật
và đi thi chiến á. Thì lúc đó thì tôi học ở bên Trung Ký, rồi tôi lúc đó còn Pháp nó đô hộ, thì người Pháp nó mới vào đó nó đánh nó bắn chết người trong trường học. Rồi nó chết anh Trần Văn Ân đó, anh Văn Ân đó, là anh học trên tôi một lớp, năm lớp năm thứ ba, tôi học năm thứ hai bên Trung Ký. Thì khi buổi trưa đó họ đến thì họ lên nó bắt ở ta rồi đến nó nói rằng nó nói với người công an đó nói với ông ân với một người sếp nó là Tây và thằng Kobe Moshikobe Ilela thì là ông ơi nói đề thì dắt cho trẻ đưa ra thì chúng tôi thấy dẫn đưa ra vậy bắt có gì ra thì ra tới ngoài công chức cổng trường thì tôi nghe hai tiếng súng bắn thì ở trong này nghe nghĩ là mắng ảnh rồi tan học bỏ trường học bỏ lớp hết tan học ra đâu kéo ra coi thì chúng nó cứ kéo đi nhưng mà nó nói là nó không quán gì hết nhưng mà hai ngày sau thì lấy tên là anh chết nó nói ông chết đây là sao đó là cái hành động pháp vì thế cho nên chúng tôi chống pháp rất nhiều đó là xảy ra chiến tranh trong từ năm 1977 đó là trung quốc bắt đầu có lớn tuổi rồi lúc 14-15 tuổi rồi hoàn thành hiểu biết được lúc là mình đi vào trong cái việc đấu tranh chống pháp là he said that during the years he attend high school in Saigon that is during the World War II almost end and the South Vietnam still under the colonization of French and he experienced when a French troop go to his class and kill says one student from France and then his friend was killed by French and then at that time he was 14 or 15 years old and he understand that the love of the country, what does that mean? And he began to have the idea how to fight with the colonization. So what did you do after school? Khi mà học xong trung học, ông làm gì? Tôi học lúc đó thì chưa có xong trung học. Bể bãi khóa. Tôi mới qua một cái trường học khác. Trường khác? Trường khác là trường Việt Nam Học Đường. Ở số 38 đường Dâm Duy Cô. Vì bên dưới ký đóng cửa dài lâu lắm. Thì qua đó học. Học xong rồi khi tôi học tới đối trường thì tới năm bị động viên đi lính. Lúc đó thì tôi học thì mới có thích lập bằng chú tài 1 thôi. Bảo của Pháp thôi. Tôi ký động viên là vào năm 1954. Là lập lại 53-54 là động viên đi. After his friend was killed by French, the school closed. And the whole student had to move to the other school. And he attended 1-2 years there. And after she passed the exam, the so-called baccalaureate one, he was drafted to the military in 1954. Vì bị bắt lúc học bộ phần 1 thôi mà chưa được phần 2 nhưng bắt tôi đi vào lúc đó vào khóa 4 tôi Đức trường chỉ lên đó rồi vô đó thì tôi thấy vì tôi là con trai trưởng trong gia đình 9 người thì mấy người nói tôi xin xuất si đi xin về xin đưa về thì xin được thì tôi xin rồi sau đó cũng nhờ mọi người bạn Pháp người Pháp ông đại tá đó, ông làm coi một cái thành cái vùng thành Đông Nam đó xin xem ở sớm đó ở chỗ đó làm việc đó làm phạt khai đó ông mới xin cho tôi đi về thì nên ông đại tá cảm ông chỉ được cho phép về nhưng tôi về hai tháng sau hai tuần lễ sau rồi đi học lại nó bắt vô lại luôn.
là bắt đầu có thể đó là tổng động viên cái mobilization dưới này là không bỏ được. Lúc đó cái khóa 4 tới trên 2.000 viên vật vô, lúc đó tôi gạt đó, thầy nói không luôn rồi. He said that because his family have a very crowd, lot of children. He have nine brothers and sisters, so he can omit, cannot go. He made permission out of the army at that time, not to be drafted, but only 2 months. That is general. Gọi là cái gì? Tổng động viên là cái gì? Mobilization, general mobilization, and he come back to the army again. Okay. How did you feel about getting drafted? Khi mà bị động viên, ông cảm thấy thế nào? Động viên thì phải đi chứ. Buồn không? Hả? Có buồn không? Buồn chứ. Học nữa thì ngồi. He said because he said that he said he was sad because he's not complete his high school. That is great crowd. Vì mẹ tôi đó, gia đình tôi muốn cho tôi tất cả con học thành tài hết. Nhưng mà mẹ tôi nói rằng đứa nào học mà không có chú tài toàn bằng coi như không học. Thì tôi chưa để thầy đùa đi đùa lắm. And he said that his parents want the children have to complete the high school. And you know that his brother is a doctor here. So what were some of your experiences in the military? Có những kinh nghiệm nào ở trong lính không? Đúng rồi. Có những cái kinh nghiệm nào khi anh ở trong lính? Trong Mỹ hả? Không, ở trong lính. Trong đại lính hả? Trong đại lính. Là trong đại lính thì tôi khi ra trường thì tôi được tôi xin ra cái ngành không quân, nhưng mà ông hội trường không bao lâu làm lý cho, nhưng mà sau khi thi ra trường đó thì họ thấy tôi giỏi về việc tác chiến, vì tôi coi trong cuốn sách của đảng trên cái gia đình con ba đó là tập tác chiến đó, thì tôi biết nước là tất cả về cái chiến lược đó. Hồi đó thì nếu mà chiến pháp rồi thì vì ta dùng pháp coi đó thấy thì nó muốn tôi làm huấn luyện viên để là dạy lại. Thì cô đó nói rằng mà một người phi công thì ai cũng làm được. Một huấn luyện viên có kiến thức và thì phải là huấn luyện viên. Thì lớn cho tôi là huấn luyện viên sẽ trúng chiều. Huấn luyện viên ngay từ khi mới ra trường. Từ ra trường thì là đi học lớp khác, đi học lớp huấn luyện viên. Instructor, lúc đó instructor quan trọng lắm. Cái gọi là gì? Instructor. Because during the training in the base, he was very skilled in tactics, how to fight. So the government want him to be the instructor in the base, military base. How long after being drafted was that? That you became. Từ cái lúc mà từ lúc bị động viên cho tới lúc mà thành huấn luyện viên là bao lâu? Trong khoảng mấy tháng? Động viên thì học khoảng trên 6 tháng ở trên Thủ Đức. Ra trường rồi thì cũng được là cái lớp huấn luyện viên 2 tháng rưỡi nữa để lấy cái bằng để huấn luyện cũng được. Lúc đó thì huấn luyện thì cái tình hình nó thay đổi là giữa cái quân đội và mười dân người Pháp tổ chức chấp chủ của Mỹ. Hồi năm gì năm lúc đó Việt Nam chứ năm năm bảy là Việt Nam đó, thì tôi đi học được có đi học Mỹ sang Mỹ học, tôi ra trường thì dạy về, tôi dạy huấn luyện trên trung tâm huấn luyện Quang Trung đó Quang Trung trên Center đó, lúc đó là dạy cho sĩ quan từ cái phương thức đấu tranh tác chiến bằng thế pháp sửa của Mỹ. Thì tôi muốn luyện tại đó, tôi muốn luyện tại đình Quang Trung đó khoảng ba khóa nó dạy đó là, thì cho tôi học Mỹ, đi sang Mỹ để học những thứ của Mỹ. He was in a training camp for 6 months and 3 months for training to be an instructor, and then
he taught there for three classes in the official training, and then he allowed to go to the U.S. for study. Oh, okay. Tức là sang Mỹ năm nào? Đi đi 1957 For Benning, Georgia. He went to the U.S. in 1957. For Benning, Georgia. What was that like? How did you like Georgia? He was there for almost a year. Bằng hai lớp, một lớp về tác chiến, một lớp về về chiến thuật. In 1980, for training with the Fort Benning, for the infantry, and the supply courses. Both of them about almost 10 men in the Fort Benning, Georgia. Yeah. And after that, I come back to return to Vietnam. I go to the battlefield. Sau đó thì tôi trở về thì muốn người cứu được viên đó phải có chiến tranh, tức là chiến tranh muốn biết cách phải dạy tôi được, thì tôi được bổ nhiệm đi ra về bên hải đó, với các cận năm 1957 về xong đi ra bên hải. Cái bến hải nó gọi là cái gì? Đó là DMZ bến hải đó. And after he left the US, they sent him to the battlefield immediately. Tôi ra sư đoàn khinh chiến 16, được kêu bằng 16 Light Division, Infantry Division, at the DMZ. DMZ. Divided between North and South, DMZ. Right. I was there, and fighting every day, lính mỗi ngày đó. Tôi lính giặc đó, tôi đi qua rất nhiều vùng, đi qua bên Khe Sang, Lao Bảo, Việt Xá, Đi Trông, Trù Lụt, Sao Ở Lưới, đúng giặc gì vậy? She attended a lot of battlefield there. Và tôi bị hai đơn vị thương. Nhưng mà lúc đó là anh là đóng vai gì rồi, sĩ quan gì? Lúc đó là anh là trung úy. Yeah, lieutenant at that time. So you got back to Vietnam in 59? 58, about 58. Okay. I fought in For Benning. Along the border, Cambodia, in Laos, and since 1975 until 1957 to 1959. Okay. What did you? In the border. Right, into Laos, you said. Yeah, in the border of Vietnam, in the border of Vietnam, Laos, Cambodia. And Cambodia. Right. The fighting there is about to there. And you were in the military until you left in the 70s? Ông cậu ấy hỏi là anh ở trong quân đội tới năm nào? Tới năm nào? Tới năm. 1975, at the end of the war. What were some of your experiences as the war escalated? Experience during the war? Yeah. Nói là he attended about 22 years in the military. Và ông ấy hỏi là có những cái kinh nghiệm nào? Ôi, kinh nghiệm rất nhiều lắm. A lot of experiences. Tất cả bốn vùng chiến thuật, vùng ngược, vùng 2, vùng 3, 4, chúng ta nhập hết. He said that he went to every corner of the country, everywhere in the South Vietnam to fight. Và tôi cũng huấn luyện rất chặt, giỏi cho người ta. Cái tổ chức của mình bị đông quân đó là tôi huấn luyện đầu tiên nhất. Cái đông quân là cái gì? Cái đông quân là commando đó. He said that fighting and then train for officer, like train for commando officer. How to fight, something like that. Đó là đơn vị tôi được chức huấn luyện đầu tiên lớn, lớn nhất, lớn giỏi là lên hàng đầu nhiều sư đoàn. Yeah. He said that he trained a lot of officer in Vietnam. Yeah. What was the mindset of most of the soldiers you trained?
Would you say that they were the soldiers enthusiastic about their efforts? Let's see. What was their attitude? Of the officer, the warrior. Tất cả những cái sĩ quan được ông huấn luyện, họ có cảm ơn không? Họ cảm thấy như thế nào đối với ông? Tình cảm của họ đối với ông? Đúng rồi, câu đó là huấn luyện cho những người mà đi đánh giặc thì họ tin tưởng rằng cái người đó đã biết đánh giặc, biết chiến trường thì không có sự sơ hở, bớt ít gì hơn thì nó không rất ghê rồi thôi. Chúng huấn luyện rất rằng là và cái đơn các đơn vị là mà được biết đông vương ra đánh những thằng hết biết đông vương. He said that every officer believe in him because he's a good instructor and what he say they apply in the battlefield and they feel so good. They do appreciate him a lot. Great. Với một cái câu mà chúng tôi nói rằng để cho họ chịu khó học đó, tức là chiến trường bớt đổ máu và khi bị đổ mồ hôi nhiều ở trong chịu khó học, tập dần nhiều, tập bị nhiều, huấn luyện nhiều, đổ mồ hôi nhưng mà bớt đổ máu ở chiến trường. Chiến, nghĩa đó, chiến, tức là chiến trường đổ mồ hôi. Chiến, anh nói tiếng Anh thôi mà. Tôi nói rằng là training a lot of nhưng mà ít đổ máu, ít chết. More sweat and less blood in the battlefield. More sweat in the training camp than less blood in the battlefield. That's the way he talked about it. Thì có nhiều phương thức lắm, vừa nhiều môn lắm, đánh giặc như là tấn công, phục kích, mở đường, vượt sông, vượt biển. Nói tiếng Anh với anh đi. Thì all the training very difficult, many different way, different ways, category. Basically, you have to open road, you cross the border. Okay, and you attack in the fighting in the city, in the village, jump from airplane. Okay, do many things. We have to give good training, to deliver good training for the student. They save their blood in the battlefield. Yeah, that's why they believe me to that. So that most of the unit I train them, they believe that because I said. I two times would it in the battlefield here, I get some experience and to transfer this experience to them. Yeah. How did Saigon and I guess Vietnam as a whole change from your childhood to when you were in the military? How Saigon changed? Yeah. During the war? Yeah. Saigon thay đổi như thế nào trong thời gian chiến tranh? Sài Gòn, thành phố Sài Gòn thay đổi. Tại vì Sài Gòn thì nói là chiến tranh thì Sài Gòn cũng chiến tranh luôn, nhưng mà chiến tranh là sau khi mình gần 75 gần mất nước thì mới cộng sản mới được, chứ còn trước đó thì là bình yên. Trong cái thời gian trong 9 năm mà tổng thống tôi đi nhiệm đó, chủ tịch nước Cộng hòa đó, thì nó yên rồi, giáo dục đồ rất tốt, tất cả mọi gì tốt hết. Vì từ khi cộng sản xâm nhập vào nó xáo trộn thì mới mất đi, mất tự do, mất trật tự, mất đủ thứ hết. Chứ còn lúc trước thì rất là tốt. He said that during the Nguyen Diem president time, Saigon very peaceful. Everything is so good. So like education, economic, everything is so good. And then when the Viet Cong, that means Vietnamese communists, increased the degree of the war, it make chaos and make a lot of change in Saigon. Do you have any questions?
No, I think I can continue. Okay. How did you come to leave Vietnam? Rời Việt Nam như thế nào? Anh rời Việt Nam như thế nào? Rời Việt Nam à? Anh là bây giờ sao? Không, làm cách nào mà anh rời khỏi Việt Nam? Là cách nào? Nghĩa là năm 75 đó. Đi như thế nào? Nói đến chiến tranh thì phải nói đến cái việc mà cái sự mình quyết định giữ đất nước. Thì lúc đó tôi không định đi. Tôi không định đi vì tôi nghĩ rằng quân đội bên nước Nam Cộng Hòa rất là mạnh. Các đơn vị rất là dũng cảm đến dũng cảm, đánh nhiều trận thắng. Mà khi mất nước là thua đó, là thua về chính trị, chứ không thua về quân sự. Tôi là người quân sự thuần túy, nhưng mà tôi biết về chính trị, vì tôi làm về chiến tranh chính trị, và tôi hiểu biết cái tình đó. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi không muốn đi đâu hết, ở lại đến cuối cùng. Nhưng mà tôi không muốn tự sát, cũng như mấy người bạn tôi là Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng rồi đó, đó. Vì là bạn của đứa tôi, cùng chung đứa tôi. À, tôi không muốn tự tử, tôi đánh thì là tôi chết thôi, chấp như là cuối cùng. Nhưng mà rốt cuộc tôi không được đánh như vậy, bởi vì đầu hàng vào ngày 30 tháng 4 là chúng tôi rơi rồi đó. Khi Nguyen Minh đầu hàng rồi, tôi mới bắt đầu đi. He said that, that first of all, he did not want to leave the country. He want to fight until his death. But he know that the Vietnamese, South Vietnamese soldiers very courageous. They can fight every battlefield and win every battlefield. But because of politics, they are not allowed them to fight. And after the surrender of South Vietnam in on April 30th, 1975, there are no way they can fight. And so he had to leave Vietnam. Nhưng mà đi bằng cách nào? Tôi nói thêm một phần nữa, tôi có thể ra đi được rất dễ dàng, bởi vì cái counterpart của tôi đó là những người từ Syria, họ yểm trợ cho chúng tôi cái chương trình đặc biệt đến Đà Bắc. Và tôi có những chương trình phát thanh như là đài mẹ Việt Nam, đài Rum Thiên Ái Quốc, đài Nam Bộ Kháng Chiến, đài cờ đỏ đó, đến đó là được công tác đặc biệt của tôi. Đó là đặc biệt mà đến về tâm lý của quân đội cộng sản, nên tôi không đi. Nên cho cơ quan tình báo Mỹ đó, CIA đó, cho chúng tôi một chiếc tàu đi 400 người, cho tất cả những người thành viên viết bài trong của chúng tôi đó đi đó, là đi như đó, người là nhân viên có liên hệ với Mỹ đó đi, nhưng tôi cho họ đi hết, tôi không đi, tôi ở lại đến cuối cùng cái ngày. Cái tàu đi rồi đó khoảng chừng 2 tuần lễ rồi ở Phú Quốc đi trước rồi chở không mấy trăm người diễn viên của tôi đi hết, nhưng tôi ở lại. Nên tôi ở lại tới giờ chót thì những bốn người, cái người của một người là em của cái là điệp bằng người quen với anh cậu của bà đó, có một người chồng có người chồng mà có người chồng có một bé dắt vợ bé sinh viên đi, bỏ lại ba đứa nhỏ kìa. Tới ngày 29, lúc 4 giờ chiều ngày 29, thì anh lúc có bác gọi tôi nói, anh Nam ơi, này kể chuyện anh nói là chú Tám cá rồi. Anh có được về với được đi trong giờ giới nghiêm, anh cho rồi tôi xuống dưới với tàu ở Thủ Thiêm, ở tàu ở Sài Gòn đó, để tôi đi cái gì. Các ông tướng là ông trung tướng Lê Văn Nghiêm, rồi ông trung tướng Thăng là hãy đi xuống đi, có tàu đi. Anh không đi thì anh cho tôi đi xuống dưới rồi tôi đưa rồi tôi. Thì tôi nghĩ rằng mình không có đi thì ý mình ở đâu chết là quý mình. Chứ bây giờ mình đi được mà không giúp người ta sao được. Tôi mới đem xe tôi chở, rồi đưa xuống dưới kia, xuống dưới bên kia.
trong khi đó thì bảo bà này, bà này cũng là bạn với nhau về nhiều tiếng nữa đấy, đi luôn. Rồi tôi thì cứ đưa bác tôi đi thôi, rồi đưa nhờ bà này đưa qua Mỹ, đặt bà gửi cho bảy một xe bé em tôi. Nhưng mà lúc đó thì mấy anh quân với bạn tôi đó ông đề ta đủ kiểm rồi đó, đó ôi giời đang mới chú này đi ở giờ mình ngày mai bỏ rồi không có được nữa, sẽ mất nước thì giờ rồi mà bắt tôi phải lấy chìa khóa rồi bắt tôi đi, thành tôi đi mặc đồ giờ bên đang vậy đây đi luôn, thì đó là đi bất đắc dĩ mà đi chứ không muốn đi. Yeah, he still emphasized that he doesn't want did not want to leave the country because he worked with CIA and they support him a lot. They can fight with the to the north and he handled a lot of radio stations, something like that. But because the situation at that time on the last day of Saigon, he still doesn't want to go. But his friend want him to bring the family to a ship there, and his wife go with them, go to a ship, and then he left with that ship in on last day of Saigon in April 30th, 1975. How did the war change when America got involved? Chiến tranh nó xảy nó thay đổi như thế nào mà khi mà nước Mỹ tham dự vào cuộc chiến Việt Nam? Cuộc chiến tranh nói rằng cuộc chiến tranh phải nói là một cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa cái chế độ của cộng sản và tự do. Cộng sản thì nó mạnh ở chỗ là nó độc tài độc quyền. Thì cái chiến tranh mà nói ước tính về cái việc đó thì tôi nói rằng cái chính nghĩa mà đấu tranh chiến tranh đó thì Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam có chính nghĩa, bởi vì cộng sản thì nó độc tài, nó không có chính nghĩa. Nếu mà nói về đánh nhau mà đánh thẳng nhau thì người nào có chính nghĩa thì sẽ thắng, miền Nam nhất định phải thắng, bởi vì tại sao mình tự về miền Bắc xâm lăng, thành thế xâm lăng thằng ai cũng muốn đó. Nhưng mà vì nó nhiều vũ khí quá mà trong khi đó mình thua trục cuộc là vì không thể thua về chính, không phải thua về mặt trận, thua về chính trị. Không, cái câu hỏi là người Mỹ người ta làm cho cái cuộc chiến thay đổi như thế nào? Bởi vì đó chúng nó chấp tay đó là vì người Mỹ không tiếp tục thay đổi cuộc chiến vì cái khó khăn về vấn đề ở nước Mỹ. Okay. Không tiếp tế được cho Việt Nam vũ khí đạn dược và vũ khí đạn dược nước Ấn Độ nữa. Trong khi đó thì Nga và Tàu yểm trợ Bắc Việt quá nhiều. Được. Mỹ bỏ lơ, chứ Mỹ yểm trợ đủ vũ khí chắc chắn Việt Nam là thắng. He said that South Vietnam government was self-defense and the North is invader. So the South Vietnam lose the war because the U.S. Did not give supply. In the meanwhile, in the north of Vietnam, the communist regime looked like a Russian, Chinese government. They full support the North Vietnamese government, and they gave a lot of ammunition, gun, everything. And in the meanwhile, in the South Vietnam, we don't have anything from U.S. at that time, so we had to lose. So, how did you decide to come to the U.S. as opposed to anywhere else? Tại sao anh ông cảm thế nào mà ông sang nước Mỹ? Năm 75 nữa, sao quyết định sao? Thì tôi bị bạn tôi đưa mấy người đi xuống kia rồi xuống tới bên Tàu đó về kia bắt luôn lấy chìa khóa xe không gì đưa đi luôn. He said that he doesn't want to go. He did not want to go. But when he drove the family to the boat
And then the boss there, everybody forced him to come to the ship. He still doesn't want to go. Yeah. He did not want to go. He want to stay there, fine. Right. Yeah. Tôi đang mặc đồ tác chiến, yeah. Mang súng được, đi xuống nó. At that time, he have a gun and a uniform. He want to stay there and fight until the end. So was everyone else just going to America, and he sort of got dragged along? Let me tell them to speak. Say it again. So everyone else was decided to go to America, and he just sort of got dragged along. Mọi người đều muốn sang Mỹ. Lúc đó đó, mọi người đều muốn chạy hết. Nhưng mà khi mà ông tới Mỹ, ông có thấy thì hòa đồng với họ không? Cảm ơn ý của tôi thôi. Tôi đã ở bên Mỹ. Tôi đã biết Mỹ nhiều. Và tôi biết tôi đã học ở bên Mỹ. Tôi biết vũ khí đạn nghiệp của Mỹ nhiều. Và tôi biết người của Mỹ trong chiến tranh họ không phải muốn đánh mà chiếm lấy đất đi nhà người ta xâm lược. Họ chiến tranh là trên vì chính nghĩa, định tự vì tự do. Vì tôi rất thích cái chiến lược đó. Nhưng mà khi thua cuộc rồi, Mỹ không im trợ nữa để bỏ cuộc thua cuộc thì tôi nghĩ rằng phải chết. Phải có chết, chứ không thể nào mà bỏ chạy được. Vì trong đó tôi đã quay rất nhiều lính như miền tôi mà. Tôi cả mấy trăm người lính như tôi. Tôi bảo lại cho họ. Thành ra đi về là đi mất đáng nghĩa mà đi. Nếu tôi muốn đi thì tôi đi bằng chiếc tàu mà 400 người chở của bên siêu quân Mỹ gửi tôi đi rồi. Mấy người đều biết hết mà. Hiểu không? Thành ra tôi đi như vậy là vì bắt buộc phải đi. Cái cảm nghĩ tôi là rất buồn. Giận Mỹ thì cũng có. Nhưng mà đất đến Mỹ là không đất. Vì sao? Vì thế họ, vì thế tính gì họ phải như vậy. Ông Nixon là người rất là tốt, rất là bảo hữu. Nhưng mà lúc cuộc ông không bất quyền. Vì cái vụ quá trái biết, tôi phải hiểu biết như vậy. Nên tôi thông cảm với vị. Yeah. He said that because he has been in the US in 1957 and he understand how the American feel. Although that they don't want to, he doesn't want to come to the U.S. No, he doesn't want to go. But he was forced to go. And he said that the U.S. Abandoned, look like abandoned Vietnamese, and we lose the war. But he still did not hate America. He understand that. Tôi muốn nói thêm, tôi là người được huấn luyện rất đầy đủ về vấn đề tình báo. Tôi đã tốt nghiệp cái khóa phản tình báo và tình báo chiến lược của Hoa Kỳ. Đó là cái tình báo cao cấp nhất của đơn vị. Mà tôi biết đó, chỉ có hai trong Việt Nam đó, chỉ có ông Tổng thống Thiệu, ông Đại tướng Khánh và một số người học khá đó hơn. Nhưng mà tôi đã được học khá đó vì cấp chỉ huy muốn huấn luyện tôi đầy đủ. Tôi học cái khóa đó ở tại Okinawa. Hai khóa đó học được khoảng chừng gần 6 tháng. Hai khóa đó. Và tôi đậu cao điểm nhất trong cái đội trong số 7 nước đó. Cho nên tôi được nhà trường ông tướng Power là chỉ huy trưởng cái trường đó Mỹ đó cho được một cái thơ rất là khen ngợi là người học với mình có highest score of the class. Thì về nhà và chúng ta mua mới lấy tôi về, chúng ta mua phòng gì làm việc, có việc tình báo chiến lược. Nhưng mà ở đó không có đánh giặc. Buồn quá, ngồi mũi huyết không, tôi buồn quá, tôi xin đi đánh giặc. Thì là tôi muốn rằng làm sao phải thắng ngoài mặt trận. Chứ không phải ngồi nhà thì không làm được, mình đã đủ thứ hết, bây giờ mình làm gì không được. Thì tôi mới tình nguyện đi tới người tác chiến được nữa. He said that he was friend in US. In for intelligence in Okinawa for six months, so he understand it, and when he went back to Vietnam, he doesn't want to stay in the office, and he want to go to the battlefield to fight.
And so he says that he understands all what American think about the war and why they left Vietnam and did not help South Vietnamese government to fight since 1973, something like that. And we lose the war. He understood that. What were Americans thinking? Theo anh nghĩ thì người Mỹ nghĩ như thế nào lúc đó? Dạ. Người Mỹ nghĩ như thế nào lúc đó? Lúc mà bỏ Việt Nam? Buồn lắm, bởi vì buồn. Không, người Mỹ kìa. Hả? Người Mỹ á, người Hoa Kỳ á. Dạ. Họ nghĩ làm sao? Họ nghĩ làm sao bây giờ? Họ bỏ Việt Nam. Tôi nói lúc trước đó, họ bỏ Việt Nam là vì cái thế họ không thể giúp được tiếp tục. Họ không thể giúp được cho Việt Nam để mà đánh thắng. Nếu mà giúp được thì thắng. Là không giúp được nữa. Để cắt găng nữa chứ. Người ta nói rằng Mỹ phản bội thì tôi cũng chịu phản bội. Nhưng mà đó là vì cái thế họ phải bỏ. Để mà hy sinh cái phần này. Để mà lo một người khác với đồng hơn. And he say that he understand American at that time because war too long. And at that time, the American have to left Vietnam, so cannot help Vietnamese government anymore. He understand that. Where did you arrive when you came to the U.S.? Anh tới nước Mỹ năm nào? Huh? In 1975. Right. Yeah. Yeah. Where in the U.S. did you go? Tới đâu? Lần đầu tiên thì tới đâu? Ở San Antonio. He said that in San Antonio in 75. How was? Thì ý tôi nói điều này, nói thêm một nữa, các ông không biết gì tôi đã tham dự vào cái hòa hảo là Malay. Vì tôi lúc đó thì năm 1968 là bắt đầu hòa là Malay bắt đầu mở ra. Nên năm 69 thì tôi đi qua tham dự với nó tới hai năm 1970. Trong thời gian tôi ngồi trong bàn hội nghị đó, tôi biết mình bị cái thế yếu, và sau tôi coi tất cả là trên 40.000 tù binh prisoner war ở Việt Nam, gồm có tù binh tù từ Bắc và tù binh Việt Nam, tôi coi hết đó, tôi giáo dục đối chuyện với họ. Để cho họ biết rằng cái việc họ là của chiến tranh xâm lăng. Nhưng mà đối với Việt Nam trong 15 điều dân đạo không có ở ác gì họ. Sắp có những cuộc trao đổi nhưng mà trả lời người về không như với thế bảo đó thì họ sẽ được về nhà ăn lành vì trong 15 này không có thể thù nhận nói họ biết. Nhưng mà trong bàn họ nghĩ đó, qua họ bên kia đó thì họ rất là phách đối lắm. Ngay cả ông Helbig là một người, ông đó là phụ tá đại của tòa là trưởng phái độ của quân sự Mỹ, là trưởng của đoàn phái đoàn của Mỹ hội nghị giờ vừa lên, là ông là phụ tá cho ông Kissinger. Ông nói rằng chúng tôi soạn thảo cái điều này, các Việt Nam Cộng Hòa có ký thì cũng được, không ký tôi vẫn ký đơn phương và Việt Nam phải thả hết. Như vậy trong khi đó tôi muốn rằng phải thả hết, mình cứ kiểm soát được người bắt thả hết, Việt Nam thả hết. Nhưng họ cứ làm tự động làm lại, tôi thấy bị cái thế yếu là như vậy, rất tôi rất buồn rồi. Nhưng mà cái cuộc tôi thấy là nếu mà mất nước thì tôi chết luôn cho rồi, sống làm gì để nó bắt mình rồi nó giết sao? Nó thì tôi thấy ngay trong hội nghị tôi đã bất ngờ rồi. Cái hội nghị đó rồi nói thứ là bắt Việt Nam phải nhìn nhận mặt trận với Việt Nam là một thực thể, đúng không? Cho miền Bắc để quân đi đâu Nam được đóng ở đỡ tại chỗ chứ mà đóng tại ở đâu đó không cho rút lui và chấp nhận cho Mỹ rút lui để cho Mỹ rút lui mà hứa là yểm trợ vũ khí đạn dược, không vũ khí nữa. Tất cả những việc đó đều sai hết. Thành thế là coi như là một nước dược tiểu phải chịu khổ sở như vậy rồi.
thì mình là một người trong nước đó, mình phải chết với đất nước thì là sao được? Đó là gì tôi ý. He said that he attended the Geneva talk in Paris in 1968 until 72, 73, something like that. He understood that the American want to withdraw everything, left Vietnam, and he said that, he was an officer. He had to die. Don't blame the American withdrawal or the against us, because I know the poor situation on politics. We lose political reason, but not by in the illiberal view. That's why I want to sit to fight until my dying day. Okay. Sau khi mà tôi muốn nói vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng tôi không trách ai hết, bởi vì cái thời thế đó nó phải như vậy. Thì nhưng giờ tới lúc này, tôi vẫn còn nghĩ rằng mình có thể lấy lại được nước. He said that he doesn't blame anybody because of the loss of Vietnam, but he thinks that we will regain, take the Vietnam again, we will win again. How long did you live in San Antonio? Ông ở San Antonio bao lâu? Ba năm. Ba năm. 3 years. What was that like when you arrived? San Antonio lúc đó là sao? San Antonio tôi ở đó tôi cho thành phố rất là yên tĩnh, dễ tốt cho những người học hành ra trường đại học đó, vì tôi có một em ở đó, bác sĩ ấy học đó, rồi học bác chúng tôi đó. He said that at that time San Antonio very quiet, very good for education, because his brother living there and graduate from medical school there. What did you do while you were in San Antonio? Ông làm gì ở San Antonio? Hả? Ông làm cái gì ở San Antonio? Tôi hả? Tôi nói là tôi làm cái mới được không có tiền làm car wash. He did everything like a car wash. Car wash với cái 2 đồng 10 xu giờ. Yeah, $2.10 per hour. Thế tôi làm accident manager của cái car wash đó, thì tôi được 2 đồng 70 xu giờ. Nhưng mà thật tôi làm việc giỏi, rồi cái người chủ Exxon nó hỏi tôi, bây giờ mày làm này hoài không đáng đâu, mày có tiền mày đầu tư vào mày làm chủ cái dân. Tôi nói tôi không có tiền, nhưng mà nó hỏi nhiều, tôi nói 15 ngàn, thì nó 15 ngàn thì tôi xin mới đi em tôi. Bác sĩ bảy em tôi với bác sĩ anh giáo bảy đó, người cho tôi 7.5 ngàn, tôi mua cái xăng, tôi mua rồi equipment rồi gió xe rồi bắt đầu là đưa 15 ngàn tôi làm cái đó. Tôi làm tôi 3 năm. Làm cái gì? Làm Exxon đưa. He was a car washer and then become assistant manager. $2.70 per hour. And then the owner say that why we don't buy one to be an owner for that. And some brother help him. Each one gave us a few $1,000 and he bought one Exxon station. I borrow $15,000 from two my brother, two brother, and to invest there. To be a new, and I come to learn here for the dealer certificate before we run the gas station. We run Houston. That's why I come to Houston to attend the training here. I work over there for 3 years. I make some money, and after that I think it's better to work more, make more money to do something.
just $100,000 nothing to you. So that I come to do fishing. Do fishing with you. Có hai cái người ta nói rằng nhất là phá xe lâm gì tâm hà bá có tiền, người có tiền nhiều mà phá xe lâm mà không có cơ giới. Tôi đi đánh cái cá được chiếm tiền. Năm nào? Năm 1958. 78. 78. 78. 78. 78 đó. Tức là về ở San Antonio mà. San Antonio, tức là 75 đến 78 rồi qua đây, đi đây. Yeah. Next one. So, what was the Vietnamese community in Houston like when you arrived? What? What? What was the Vietnamese community like in Houston when you got here? Population? Like the environment, I guess. The Vietnamese at that time? What the... In Houston, like, were there a lot of Vietnamese people here? Lúc đó, lúc mà anh năm 78 anh về Houston thì người Việt Nam như thế nào? Người nó ít lắm. Bao nhiêu? Ở đây khoảng năm 78 thì chừng 40-50 ngàn ở Houston. 45 là nhiều chứ, 45 ngàn là nhiều. Năm 70 đây thì cũng gần 40 ngàn người á. Houston nữa. Houston với kể cả Seabrook cái gì đó. Seabrook kỳ bang á. Yeah. He said that in 1978 when he come to Houston, the Vietnamese population is around 30,000 people living in Houston and its vicinity. Galveston, Seabrook, Kmart, something like that, about 30,000 people. Về tinh thần làm việc thì tốt, về sinh tinh cũng tốt chứ không gì. Nhưng mà đối với tôi rất là cái trở ngại là bị đánh cá, là bị giống như nó kỳ thị. At that time, the life in Houston, Vietnamese in Houston is very good, but the problem is because of KKK group, they doesn't want people go to fishing. Thì cái việc mà nói với KKK thì tôi sở dĩ mà ông không hỏi gì tôi nói luôn rồi thì tôi dàn xếp được để cho việc sự êm đẹp mà họ không đấu phá đâu nữa, bởi vì tôi biết những cái việc làm của họ và tôi thỏa mãn những việc làm của họ, họ muốn gì. Họ muốn đuổi cho tôi đi thì đuổi bằng cách nào à, tôi đến đây tôi anh người đánh cá có làm gì sai lầm hay không, tất cả tôi biết cái sự việc đó và tôi có một cái đường lối là sống chung của họ và bắt họ phải chặt dẹp bỏ sự chống đối tôi để tôi không phải chống đối họ bằng cách là và ra tòa án tôi yêu cầu tòa xử một cái tôi muốn dùng cái chữ cái bằng linh hoạt không thắng nó mà không thua nhưng mà hiểu biết được nhau trong đời tôi nói nè trong đời các bạn là anh thấy nè thì hiểu biết nhau là mà sống chung với nhau và họ dẹp bỏ cái chống đối cho tôi và tôi tha cho họ không ở tù không có gì hết. He said that when he arrived in Houston, he knew the problem of KKK. That group doesn't want Vietnamese fishermen to work at Galveston here. Galveston, Seabrook, Kmart, something like that. He understands that. He wants the way, peaceful way. Two groups live together in peace. That's what he wanted. How did you start making that happen? Cái việc đó bắt đầu xảy ra như thế nào? Nó bắt đầu từ lúc mà nào họ thấy năm 1984, năm 1979 đến 81 là những năm đó là họ 79 đến 84 họ chống đối ngầm nhưng mà người 81 sau tuổi 81 họ ra mặt chống đối bằng cách là họ biểu cho tôi phải dẹp hết tàu đi ra khỏi đó nếu như đó thì không làm được. Tôi tưởng từ năm 78 chứ 78 thì chưa rồi tới năm 80 81 thì nó bắt đầu đi vua. It started in
1979 and until 1981 and become strong. The KK group, one own of Vietnamese fishermen, have to get out of this area, and they cannot do the work like a fishing in the Galveston Bay. Những cái việc làm đó là họ có làm, họ cũng chuẩn bị từ năm 1981. Yeah. Bắt đầu. Đó. Thì nó bắt đầu họ xuống, họ đuổi đi đi hết. Đuổi đi, họ không cho cái cá nữa. And the KKK group tried the Vietnamese fishermen have to get out of Galveston Bay. Cannot do the job, fishing. Was there any sort of organization or leadership among the Vietnamese fishermen? Lúc đó là ngư phủ có một cái hội đoàn hay một cái tổ chức nào không? Lúc đó thì lúc bắt đầu kia thì có cái nhóm một nhóm người thôi, chưa có tổ chức. Không. Nhưng khi họ chống đối đó thì tôi mới thành tổ chức, mới thành lập. Thành lập đó. At that time they don't have any group, any organization at all. When the KKK get involved too strong, and he get involved in that. So you became sort of a leader for that movement? Lúc đó là ông có phải là lãnh đạo cho cái cuộc đấu tranh đó không? Lúc đó ông có phải là cái lãnh đạo không? Là người lãnh đạo. Đương nhiên trước đó tôi mình tôi là lớn và tôi biết nó đi anh. Nhưng mà lúc đó ông là chủ tịch rồi. Gì? Chủ tịch cộng đồng rồi. Chưa. À, chưa. Lên gái là chưa. À, cộng đồng tới 83 mới là thì xuống dưới đó lên gái là giờ nó đuổi đi, nó là nhà ngay tại nhà tôi có nhà đó, lợn lên súng rồi nó bắn luôn, rồi dọn dọa, rồi nó đốt tàu một chiếc tàu đốt nhiều và đánh nó người ta bắt ta đánh đuổi đi đấy, không nên đánh, thật ra là ước hiếp gì lắm, thế là nó. Nó mà làm sao lúc đó làm sao mà ông trở thành lãnh đạo của rồi, cái nhóm? Tôi mới thành lập cái hội, là cái hội có người at that time because he can speak English and he understand KKK group and we went to the Galveston Bay at Galveston and form one group, one organization to fight with them, not fight, but negotiate with them. The KKK group during the night they have a gunshot to his house and fight at his house and then try to get the Vietnamese fishermen out of the area. To evict the bungalow from the water. Wow. Yeah. What sort of support did you receive from the people of Houston while that was going on? Lúc đó đó ông có được ủng hộ nào của những cái dân chúng ở trong Houston không? Đồng bào Houston gì sợ, do sợ lắm. Nhưng biểu tôi phải bỏ đi, nhiều bỏ đi. Ngay cả bác sĩ bằng là bạn tôi, ông tôi bỏ đi. Nhưng tôi biểu bỏ không được. Vì họ không vì tôi vì mình đó có đó họ xuống đó họ đầu tư họ mua tàu về rồi cả trăm người rồi nhiều rồi nếu không đi thì phải bán được tàu mới đi chứ không có tiền mà không đi được thành ra tôi không thể đi được đồng bào ủng hộ tôi lắm tôi không đi được tôi phải tìm cách và làm sao để mà thắng được họ do nó cái lời của má tôi bà già tôi dạy tôi nói rằng con phải làm cách nào mà thắng cái đám ca ca này nếu mà không thắng thì nó tiêu diệt hết tới này chứ nếu mà nó con nói mà dùng luật pháp mà chống được họ mà luật pháp mạnh á con thắng được thì lợi cho đồng bào còn nếu mà con chết đi nữa á con chết đi con cũng làm việc đó tiêu diệt nếu bây giờ không để không như vậy mà đánh nhau với họ chống họ dù mình giết họ
50 người. À, mình chết 500 người mà mình giết họ 5 người, mình cũng là người lỗi. Bởi vì mình đến đây mình không có làm như vậy. Thành thử là phải hiểu được từng cái điều cách nào mà ôn hòa, khéo léo để mà làm cho nó được cho nó là má tôi dặn như vậy, tôi chiến đấu. At that time, people, Vietnamese people in Houston, they support him, but they very afraid, they scare KKK a lot, and they advise him to do not involve with that. But the fishermen, at that time, they have they are only trust him, only their leader, and especially his mother advised him that you have to live like a man and try to help people, try to help fishermen there, and try to walk the way, peaceful way, to win the fight, not fight with gun. No, she said that if you if they kill 50 Vietnamese fishermen and you kill 5 KKK members, that is your fault. So he said that he have to fight the way by the court, by the law, or something like that. Tôi nói đến đó là vì thấy rằng cái sự không phải tôi yếu mềm, nhưng mà phải tìm cái cách nào cho nó tốt, đúng mà. Trong tôi mới điều tra, tôi điều tra về cái người ông Louis Bim đó. Louis Bim. Tức là thằng sếp KKK đó. Thì tôi biết nó là, tôi nói nó là, tôi nói cho người biết, mấy người lính cá Mỹ á, biết nó, tôi thương nó, tôi phải ghét nó. Thì tôi biết nó là một người anh hùng, một người đã từng chiến đấu ở Việt Nam. Nó là thằng trung sĩ, là gunship của bộ chiếc Cobra, máy bay, tình nguyện qua bên Việt Nam, đến Việt Nam. Và máy bay nó bị bắn, và không cháy nhưng mà không bay được nữa, phải hạ xuống tại Sóc Trăng. Cái người mà ra đó gắn huy chương cho nó là ông trung tướng Nguyễn Vĩnh Nhi, là bạn của tôi, và tôi ra đó gắn huy chương cho nó vì nó mới bay biển, vì nó chỉ đâu đó nó vẫn nó là anh hùng chứ không phải là nó nhát đâu. Cái việc làm của nó là vì nó nghe lầm người ta nói nó tôi là cộng sản. Thành nó ghét cái cộng sản, nó giống tôi, nó càng chống nhiều, nó càng thương nhiều tôi đấy. Tôi nói cho nó biết như vậy nhưng nó không có tin, nó không tin. Nó lại nói với bà tôi không tin, nó muốn gặp tôi. Nhưng mà tôi không cho nó gặp bởi vì tôi chưa đủ yếu tố để mà tôi thắng được ngoài tòa. Ngày tôi đẹp đó, rồi tôi sẽ nói tại sao tôi, tại sao nó nghe tôi. He tried to work to find a way, a peaceful way. And he tried to reach the leader of KKK at that time. And the leader in Saigon is a veteran, Vietnam veteran war. He was in Vietnam in helicopter. And one day his helicopter was down. The general and himself go to have a medal for that man. Look like a heart medal or something like that to give. Where did we leave off there? Do you remember? What? What were we talking about? Oh well, the leader yeah, yeah. Of KKK. Right. That's what they say. She said that he knows that the leader of KKK is a sergeant in the helicopter, and he was a Vietnam vet during the war. And one day, his helicopter was shot down, and they
the one general and himself go to that to save him and gave him the medal. And when the leader of KKK heard that, he wanted to meet with him, but he refused it because at that time he was very careful about that. What was his name, the leader? Tên của cái ông leader đó là gì? Tên cái người mà lãnh đạo của KKK lúc đó là gì? Louis Bim. Louis Bim. Louis Bim. Okay. So how did that eventually get resolved? Resolved of that? Resolved. Resolved? How did the conflict with the KKK come to an end? Sau đó cái vấn đề đó giải quyết như thế nào? Thế nào? Con có lấy cái vấn đề này. Mình kiếm cái tài viên nó lấy cái đơn này. Nguyên. Louis Bean. Right. Green Dragon. Yeah. Green Dragon, yeah. Mm-hmm. Yeah. I know him, his background. He used to be a captain, sergeant. He's a fighter, gunship of the one Cobra helicopter. Right. He fought heroically in Vietnam. Mm-hmm. And he gets shot. He got shot and dropped at the South Vietnamese province. Yeah. The man who come to be the medal for him is my friend, Lieutenant General Nguyen and myself. Pick the medal for him. I said, "You are a hero, Louis Bim." He don't believe that. After I tell him, "Oh, why you know that? Because I know your background. You are against me because you want to protect the fishermen, American fishermen, but you evict them out, wrong. This is the free enterprise country. You cannot evict them out. If they move out, at least they have to sell his boat, because he'll still own money when he won the boat." Then after I found the Kamango to live peaceful, I asked the judge to sentence a sensitive order for them to stop fighting, to make the peace restore in the water, so that the field men come to take two field. The first one is fire on the water, fire on the water, and the other one is Alamo, which will be Texas. Yeah. Fighting argument. More 3 years. So that we can tell oral right now. If you can file it in here, you can have it. Yeah. Yeah. And there's one book here, my lawyer, Mr. Morrisney, he wrote this one. Oh, wow. Yeah. Your lawyer? Yeah. Wow. The lawyer at that time, the lawyer, they bring the KKK to the court. Khi mà tôi nói tới nghe cái lời chắc ông ấy, khi mà tôi nói tôi làm một cái statement trước khi bằng tòa xử đó, tôi nói statement để cho tòa cứu xét và xử một cái án. Tôi yêu cầu là bữa án linh động, không cần thắng không cần bại, nhưng mà cho người sống chung với nhau được. Và nó bên kia tôi không bắt buộc họ đóng tiền trả tiền gì hết á, họ tụi kia không hết á, thành ra họ phải chấm dứt. Cái án làm như vậy. He brought the KKK to the court and he said that he doesn't want to be to be a winner or loser. He want two sides live to
next to each other in peace. That's it. So, what did you learn from that conflict, if anything? Anh ta hỏi là cái sự mà conflict đó đó thì ông đã lấy được những cái kinh nghiệm như thế nào? Kinh nghiệm là tôi phải biết được tại sao họ đấu làm vậy. Không, sau cái conflict, sau cái cuộc mà đụng độ đó, sau đó rồi ông học được cái bài học gì? Bài học của mình là nói lẽ phải, phải nói cho người ta biết được cái lẽ phải ở chỗ nào, họ làm sai phải sai cái gì để họ tự hiểu, rồi chúng ta mới tìm một cái đường chung nhung rồi sống chung với nhau. Tôi coi kêu cái common goal, một cái mục đích chung đó, là sống chung nhau. Họ đừng cho rằng tôi không cho là không tôi không cho là fisherman thắng kiện, mà họ không phải là người thất bại, nhưng mà họ hiểu biết, có sự hiểu lầm nhau thì sự hiểu lầm đó phải được giải quyết. He said that he learned that understanding to each other is most important. Nobody loser, nobody is a winner. Living together in peaceful, that's the most important. What effect do you think that whole thing had on the Vietnamese community in Houston? What? The Vietnamese people. What effect did the conflict have on them? Khi mà có cái sự đụng độ như vậy đã ảnh hưởng tới cái cộng đồng Việt Nam ở Houston như thế nào? Sợ lắm, giết chết tôi rồi giết chết nhiều người nữa, rất sợ lắm. Nhưng mà họ không biết cách nào để mà nói được. He said that people in Houston, living in Houston at that time, were very afraid. They're afraid that he was killed, fishermen was killed, people here in Houston was killed, something like that. They are afraid. Có những người xuống rồi phải làm dữ, đánh lại, nó làm lại. Ngay cả ông Phó Tổng thống Kỳ đó, ông Phó Tổng Kỳ, ông cũng điện thoại cho tôi. Ông nói là nó qua với nó, mà đứng gần với tôi là mình chống được tụi nó. Tôi cũng không có để qua. Tôi nói, ông qua đây, tôi sẽ thua cuộc. Bởi vì sao? Nó nói tôi là clip của Thiệu Kỳ. Ông qua đây chịu được, để việc tôi làm. Tôi không cho ông không làm. He said that, but however, somebody is very aggressive. They say that we have to fight until the end. And but he doesn't agree. He did not agree about that. And what would you say were the long-term effects on the city and the people? Trong cái ảnh hưởng lâu dài đó, đối với cái người dân ở Houston như thế nào? Cái conflict đó. Houston là người tốt. Houston là người tốt. Chính, nói tiếng Anh đi. Những chính quyền thị trưởng rồi đấy. Tất cả những người tốt, tôi biết hết. Cái ảnh hưởng của cái conflict, của cái cuộc xung đột đó về lâu dài như thế nào? Về lâu dài thì tốt được cái loại cái nước rồi. Yeah. This, he said that everybody understand now. Rồi mình nó biết tôi ông chào tôi vậy. Chào tôi ấy. And now the leader of the KKK is a friend of him. They are friends and say hello to him anytime they meet him. Trong khi đó, tôi yêu cầu tòa án không có phạt tù họ, không có đốt tàu, tôi cũng chi tiền là tôi sửa tàu cho người ta, rồi từ đó đến là tôi cho tiền của ông xuống ta, tôi làm hết, cho nó free không gì hết á. Chứ nếu không thì tòa sẽ buộc đâu đốt người ta, phá hoại người ta, đánh người ta là không được, nó sẽ tù, chắc chắn là tù. Vợ nó là đi dị dị bỏ nó, bởi vì nó nghe lời vợ nó, rồi vợ nó bắt con đi, tôi bắt con đi, thật ra tôi làm sự yêu cho nó, thì nó mới về, giờ nó được, và muốn chấp nhận được, thì đó là bây giờ sẽ rất là tốt. Và người ta thấy rằng làm việc đó là rất là khó làm, nhưng mà tôi nghĩ rằng không có gì khó hết nếu mình làm sự thật. Đó, như vậy. Yeah, he said that all of the boat was fire, he paid for that.
And he asked the court do not have any penalty to the KKK. How has the Vietnamese community in Houston changed since you've been here? Từ cái ngày mà ông tới đây đó, ông thấy cộng đồng Việt Nam thay đổi như thế nào? Cộng đồng Việt Nam ở Houston. Sau khi mà có chuyện xảy ra về vụ KKK đó, thì đồng bào ở đây biết rằng tôi là người khéo léo và là dàn xếp, không có tự cao tự đại, mà biết công việc nào sai quấy để mà dàn xếp, cho nên họ có niềm tin cho tôi. Rồi trong khi đó thì bà thị trưởng các chị Quý Mai đó, tôi thờ của bà đó, thì bà thấy tôi là dàn xếp gì như vậy thì bà thấy rằng ổn là tốt, muốn liên lạc với mình thì phải kêu tôi hoài, thì tại sao kêu tôi hoài, tôi đi đến cá mà. Thành ra là bà mới nói rằng phải có tất cả mọi giúp sắc tộc, phải có community, phải thành lập community, Vietnamese community, Chinese community, Korean community, phải community hết, Black community hết, để mà ông cần ông kêu một người chốt mua để đến nói chuyện, có một người trên thận mà tốt và yêu bài cho tôi đó, giờ tốt. Thành ra tôi mới, ông muốn bảo rằng nên tổ chức cộng đồng, nên tôi về tổ chức cộng đồng, từ đó mới là yêu tình. Yeah, after the conflict there, people in Houston love him, like him a lot. Even though that local government, like the mayor, meet him many times, he advised him to be the Vietnamese community should have an organization. And then he become the leader. He become the first president of Vietnamese community here. So you said it went to court. What sort of result was reached exactly? Tòa án xử đó, kết quả như thế nào? Ông có thể cho biết được không? Tòa án kết quả thì tôi nói là cái xét bên cho tôi có bài phía bên chống của họ kê và chống bên họ hư vững cho tôi, họ hư vững tôi và tôi là luật sư của hai bên, tôi mới làm cái statement cho chương trình di tòa. Tôi không muốn là người thắng cuộc, tôi không muốn họ là người thua cuộc, tôi không muốn họ bị tù đài gì hết, bởi vì những sự hiểu lầm sai của họ là vì họ yêu nước, họ yêu người dân họ mà họ làm sai, tôi bỏ qua cho họ. Nhưng mà họ đừng có chống đối chúng tôi bằng cách vô lý là đuổi đi, nhưng mà phải việc đừng chống đối nữa. Nhưng như là bà làm sao bà xử một cái bản án cho nó, cho tôi tạm dừng tôi mới là sáng sinh tiêu hiểu sao cũng được, để cho được an bình trở lại đây. Bà thấy đáng tới người đó bảo thấy cái câu nói tôi đó, nhưng việc án lệnh làm là nó bỏ hết, xử tới đây là không có phạt gì tù gì hết, không nói là không được gặp tới. Nhưng mà khi mà bản án này đặt ra, bản này ra thì bắt buộc mấy người đảng qua ca đó, khi mà họp nhau thì phải đem cái bản này ra, bản này dễ dán trong cái trụ sở đứng coi, và cấm người ngư hữu người ca đó mặc đồ đồng phục, đồ nón, mắt hai rồi ra và mang vũ khí trong tầm mắt của người Việt Nam, cấm. Nếu mà người làm này là cái đe dọa thì bà mới chỉ định một cái người magistrate, một người chánh đáng lưu động đó, khi mà ông Nam bên này khiếu nại nó đe dọa thì bắt liền không được tòa xử ẩn vậy. He said that in the court, let me ask you. I'm sorry about my voice, you cannot talk. Oh, that's all right. Yeah. And you can talk to English. Talk to him. No. Okay, before the judgment, Judge Gabriel Monaro, he judged the black lady. Yeah, make the statement in front of the his group, our group, and two lawyers.
and it just a misstatement that they, I would like you to judge a sensitive order. I don't know what sensitive means. The movie is easy to know, but I'm not the winner. They are not losers. But we know what we did wrong. We have to correct. Mm-hmm. I talked to my fishermen. They correct themselves. Something he been done right, wrong, and he tell them. He cannot evict the all fishermen out from water because the law protect them. Okay, and they come to the house in Austin. The call me there to ask me in front. Là điều rằng á, đó là thì tôi nói rằng chúng tôi muốn hòa bình yên tĩnh. He said, okay. I want peaceful restore. We can live together. Okay, no fighting. So that he said some senator or other, why you protect some your fishermen for the to get welfare food stamp. I said, no, you are no. I want them to work hard, very dangerous in the water to make some money and also to file tax, pay tax to the government. Not yet in line to get the fair welfare system. That's what I like to do that. So they don't want you need to fish, they have to get in line to get welfare system. That's ridiculous. I don't want that. I love the country. I know what the law is, so that they did something wrong against law. I don't want to do that. Forgive me. And the judge a sensitive order. After 20 years, the judge, after this evening, the judge was assigned by the international law. International judge. Because I love the country, I love the people. I want peace, I want to fight. See, that now I've read a book. I ask you, the judge don't know so that. And so they, after that, they come to now, nobody problem. Many men can come to ask me, and they come to talk to Seabrook and Kima, the mayor over there, and the chief police over there, they say, at that time, I know Colonel very gentleman. They are about to say more, but we'll ask me more about it. Interview me. But I think that the thing I think we can do this in peaceful, peaceful store that I like. Mm-hmm. Because I grow the country. I love it. Okay. And after that, I let you know the. I went to. I always intend to take Vietnam back to not communist. Okay. I right now get out. Sau khi mà ông Trung mà ông chứ này nhớ tôi quý ông lắm, tôi thích ông lắm và tôi có tổ chức này cứ bằng Hội Cựu Chiến binh Đồng Minh Chiến binh Việt Nam 7 nước Việt Nam là cơ hội ra để nhờ nó tôi khi mà khi Việt Nam còn hoàn mà được pháp định thuận đi lại đó ông Lê ông Quát là thì tôi sẽ đưa cái này ra và tổ chức đó tất cả bảy nước đồng minh để mà giúp ông Trung để mà
bắt thằng cộng sản phải bỏ cộng sản, anh nói đưa cái đó. That is the. He said that he have a plan to call on of Vietnam veteran and veteran of allies, seven countries at that time during the war, to help President Trump to erase the communists in Vietnam right now. So. Okay, I don't like the communist Vietnam. I don't like the regime. Mm-hmm. Okay, I formed here that the new organization here. They all the allied forces mm-hmm. who fought in Vietnam. They withdrawn it here. They separate the country. American in Vietnam is the main, and you have the Korean, Thailand, and. Australia. Yeah, Canada, everywhere. Mm-hmm. A problem to support or get together with the McDonald, no, the Leebron, with the Mr. Trump, Donald Trump, again, to ask the communists. This sold the communists in Vietnam. No more communists. They give Mr. Paul here. What has been the administration's response to that? Anh nói rằng vì ông thủ tướng mà ông quát đó, ông muốn xin hồi phục lại hội đồng Bali, cũng mời tôi đó, vì tôi nói chuyện với hội đồng Bali thế như thế nào, và khi trở lại thì Liên Cộng Hòa sẽ trở lại. Khi Liên Cộng Hòa trở lại thì chính thức tôi sẽ đăng ký vào cái này để tổ chức cái này, mời khoảng chừng 2.000 người đi, cả các nước là binh mời tổ chức chung như thế. Và nói chuyện với ông, đưa bà ông, bằng mọi cách phải giải lấy thằng cộng sản ông đứng dưới. Nói chuyện với ông. That's what he said that he had a plan to get together with Vietnam Pet and seven country, allied country, and invite President Trump to come up here with the audience about 2,000 people to support Trump, to disown Communist Vietnam right now. That's a history. Tôi gửi anh ông cái bản mà tôi khi chờ khi mà ông chờ cái Happy Birthday phục vụ lại đó và vì đó các bạn được tái cái tổ chức thứ đó thì tôi sẽ đi tổ chức mà bảy nước đó cho Tổng thống Trump và yêu cầu ông cai trị. Và đây là cái bản mà tôi là đường với tôi làm việc tốt này chính phủ ca ngợi tôi tuy nhiên tôi và nói rằng đây là cái việc tôi làm tại vì ông bảo là anh luôn mà đọc đó là làm đường của tôi. Yeah, Saniya, we fighting for freedom, democracy and human rights against a dictator regime in Vietnam. That's my policy. Okay, Rachel, you have that one. Để cho con nào, để cho mấy người về về chuyện nào. Tôi để đến chuyện này. Này, khi mà mấy nước này cùng hợp tác mà làm việc như vậy bên UN, mình làm phải bên Cộng hòa sống lại mới được, được không? You can have it, Steve. Oh, good, good. Thank you. Good. I'm going to take a picture for the archive. Yeah. Okay. Để vào trong cuốn sử. Có rồi. Ông Tổng thống Reagan đó, ông nói tôi tổ chức cộng đồng ở đây đó, quá tuyệt vời. Đặt tên được cho em cho cái ngày là ngày 7 tháng 7, sáng sớm đó, là cái ngày đó ngày đó. Vì tôi hội tổng thống đó mà, tôi tổ chức cộng đồng, tôi hội tổng thống đến dự mà mình tổ chức mà. Thầy ông nói tổ chức là... This is President Reagan. Hả? Cái này là ông Reagan. Đây là chính trị phủ, government ở đây, người băng. Ok. Người băng. Ok. So what is this? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì?
như là cái này á, cái này là họ tuyên dương. Ai tuyên dương? Chính phủ là ai? Liên bang. Tức là tổng thống. Liên bang tổng thống hay là gì? Tổ chức ở trong đại học á. Mời dương. Ai tuyên dương? Hả? Ai tuyên dương? Ai? Ai tuyên dương ông Nam? Tuyên dương chính phủ, TOC. Ai tuyên dương? Tổ chức người của chính phủ thấy tôi làm việc gì quá rồi không nói nữa. Anh đọc của nó. Đó là, nhưng mà cái này là ai viết ra cái này? Mỹ chính phủ. Chính phủ là ai lúc đó? Mỹ ai? Chính phủ là ai? EEOC, Equal Right Opportunity. Oh, Equal Right Opportunity. That's what they say. Okay. Đọc cái này, đọc cái này, biết là ai nói rồi, mình nói đâu. Dạ, phải nói rồi. À, đâu. Chơi hiếu này là giấy, nó... Yeah. Ông cũng có, cho chứ này cũng có tuyên dương của mấy ông chánh đáng rồi, mấy ông tòa rồi đây, cũng dưỡng. Nó lớn lắm. Yeah. Khi tôi đến đó, bây giờ tôi đến đây là... This federal judge. Okay, next question. Can you tell us about your children? Bây giờ anh hỏi về vấn đề gia đình. Ai? Gia đình của anh Nam đó. Bên dưới có bao nhiêu đứa con? Ba đứa con. He have three children. What do they do? Làm gì? Nó học mỗi đứa thì ra, tụi nó học hai đứa thì học một thứ, hai đứa thì học nữa thì ra mà. PhD về thần kinh, về tâm lý, một đứa thì học về dentist, mỗi người ra trường, mỗi đứa nhỏ thì có trường học, mở trường học đây. Đi làm rồi hả? Làm hết. Mở trường học. Cái trường học dạy after school, trường Âm Việt đó. Ba đứa dạy. The elder is, the first one is a doctor, PhD in psychology. The second one is a dentist, and the third one is a teacher. You have an old school. How did you raise your children? What sort of values did you bring them up on? Câu ấy nói là cái câu hỏi là nuôi những đứa trẻ như thế nào? Say it again, more clear about the question. What sort of values did you raise your children with? Cái giá trị ông dạy con cái, huấn luyện con cái về những cái giá trị gì? Tôi dạy con cái tôi là phải lý phép với người lớn, làm bất gì phải có suy tính trước rồi làm. Think deep about everything you want to do. Và phải quý trọng cái nơi mà sinh quán mình ra, yêu thương nước Hoa Kỳ vì tới đây là người đào tạo mình người tốt. Appreciate the people, the country where you are right now. Mấy đứa phải học tốt nghiệp doctor đi kì. They have to study hard and to be a useful people. Đây là tôi ba đứa em trai tôi là tổ doctor hết. All of the three brothers are doctors. Right now, chỉ có mình tôi là thất học thôi. Không lấy được bằng tiến sĩ không được gì hết. Mà lấy toàn là bây giờ giác ở hạng không. Học lên học được gì đâu gì. Dễ ợt, ba chứng chỉ à. Mà tôi có hai chứng chỉ, cái thứ ba là đi hội nghị rồi. Cái sao được không nữa, không được. Tại nên dốt một gì nữa. Tôi biết bố dưỡng tôi làm bác sĩ đi rồi bán giao quốc tế rồi cũng được. Trong đời tôi nhiều chuyện lắm.
He said that even though he had no academic degree, but he had a lot of experience. Hmm. Have you ever gone back to Vietnam? Ông đã trở về Việt Nam lần nào chưa? Đừng ngủ vô rồi. Nào. Tầm con tôi giờ bị bắt rồi. Nó coi hồ sơ tôi rồi, nó bắt bộ tôi rồi. He said that he never come back to Vietnam. But his son come back and he is arrested right now in Vietnam because the government look at his bio and arrest his son right now. Tụi con tôi nó đưa về bây giờ thăm gia đình bắt. Yeah. Nay là 10 tháng rồi. 10 months already in jail right now. Nó nói là chủ trương lật đổ trên chính phủ. They say that he want to overthrow the government. That's the way. What kind of traditions does your family celebrate? Những cái ông gia đình celebrate những cái tục lệ cổ truyền gì? Tết chẳng hạn. Anh nói chưa? Hàng năm á, celebrate cái gì? Tục lệ cổ truyền. Không có gì, tôi không có celebrate gì hết. Không có xin dịch, không có gì hết. Nothing. Nothing. Không có dịch. Thì có July 4 thì là mình gì đó. Còn Tết thì sao? Dạ. Tết thì ở Việt Nam với Nguyễn với nhau. Mình đã ăn hai cái Tết, nó diễn ra tiêu hủy. We have a two celebration. One the New Year, Vietnamese New Year, and American New Year, and 4th of July. Yeah. Cái tâm linh thời tôi đó, tôi rất cảm ơn chính phủ Mỹ đã cô mang gia đình tôi đây, và tôi cảm ơn người dân Mỹ đóng thuế cho chúng tôi qua đây sống tá túc trong những ngày năm đầu. Bây giờ việc tôi làm là các con tôi và tất cả người tôi phải làm việc hết để mà đóng thuế cho chính phủ. Ở xứ này tôi nói là có hai cái không thể tránh được. Một là không thể sống dài được, phải chết. Thứ hai là phải đóng thuế. Hai cái đó. he said that he do appreciate American government and American people to let the Vietnamese refugee come over here. And he said that his family, his sons, children have to study and pay tax. That's it. What do you like to do in your spare time? Những cái thì giờ rảnh rỗi ông làm cái gì? Tôi viết lại những cái chuyện mà tôi đã làm để là cho mấy đứa con tôi nó biết và được tiếp tục nó làm theo, làm vào đúng nghĩa. Và muốn khi tôi nói nó làm việc đó, phải làm mà làm việc phải nói điều gì là phải có làm đúng theo lẽ phải mà phải làm một cách công bằng và phải làm bằng sự thật. Đó là ba cái đó là chân lý và là lẽ phải, công bằng và sự thật. Đó là tôi muốn vậy. In the spare time right now, he's writing. He write the memory for the children and during the past, and he tried to educate them that they have to work based on equality, fair, and love. Great. Do you have any questions? I'm okay. All right. Tôi cảm ơn quan tâm tới việc này đến đây. Tôi rất tiếc vì đầu óc của mình nó không bình thường. Thì đàm tiếng nó nói gì nữa, thầy lại nói không được. Thầy thông cảm với tôi. He say that he appreciate you come over here because he's old, he cannot make clear. So apologize for that. Well, we appreciate you having us. Yeah, thank you very so much. Yeah, thank you.